Anh em đang cần một giả lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn hình thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Ôi trời ơi, ngon luôn. Bắt thêm một em ứng long nữa anh em nhá. Piu. Thả. Đây á. Thả thôi. Tiếp tục thả nè. Thả tiếp. U là trời. Thả thôi. Con này level 6 đúng không? Thả mới luôn nè. Con này để lại nha anh em. Bắt. Ôi rồi ném với cả cường hóa trị liệu các ông ạ. Chịu rồi. Ôi rồi ôi anh em ơi. Thật là tuyệt vời quá đi mà. Bắt. Bây giờ thì không đủ à. Đổi bộ tinh quái để làm nhiệm vụ cái anh em ạ. Ok. Sửa đội hình này. Đội hình này thì mình thấy các đại sân yêu vào nó cũng không giúp đỡ được bao nhiêu lắm anh em ạ. Cú thực sự luôn. Mà như này mình gần chưa có em đào ngột đấy. Ảo thật. Thôi đổi lấy đội này đi. Để đi dị thú xâm lược cả đã. Còn PK đấy thì tính tiếp. 9,58 ức rồi này. 7,81. Ủa tranh nhau giữ vậy. Bởi vì đấy là cái bạo kích của mình nó cao. Và cái liên kích của nó thì nó kiểu như là hơi thấp ấy. Cho nên là tỷ lệ nó lúc nọ lúc kia anh em nhá. Lại có liên quan đến bạo kích à. Thôi được, cứ đi bạo kích thì đi đánh PK cũng ok anh em nhá. 14 tịnh bình thủy, ngon. Triệu hồi linh thú 1, mình phải triệu hồi thêm 2 em phẩm lục về nữa đi. Để có thể làm nhiệm vụ mà. Thêm lần nữa, không được cái gì rồi. Vận may. À, tăng cấp đúng không? Quên đấy, chia sẻ một lần. Ý da. Đây rồi, ấy da. Loạn xì ngậu lên anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Tuyệt vời ngay. Bên này 9/10 à. Wow. Gói. Đúng rồi, quên mất chưa nhận ở trong gói mà. 10 lần anh em ơi. Xem được cái gì nhá. Chiu. Cái gì? Ui giời. 250 ngựa linh thạch. Thế là cũng lời rồi anh em nhá. À, ok. Coi như là. À đúng rồi, hôm nay lựa được thêm một cái thần thông bộ đạo tùy chọn nữa anh em ơi. Quả yêu vực man hoang này. Nói chung yêu vực man hoang này đánh hên xui lắm. Khó đạt được top cao ghê, nhưng mà không nào. Thành ra là phần quà nó cũng hơi ít ít tí anh em ạ. Túi càn khôn, ghép. Rồi, 10 hoa nặn hồn cam. Chán thế. Liên kích này. Ôi, lấy luôn. Loạn đấu bang. Hôm nay có loạn đấu bang rồi à. Tí nữa chơi. Tìm báu trợ yêu. Check qua tí anh em nhé. Tìm báu, các thứ các kiểu. Khiêu chiến đấu pháp 5 lần à. Thu thập phúc địa. À đây rồi. Nhiệm vụ này làm được dễ luôn này. Làm mới cái. Xem có cái nào đào 5 niếc các thứ không nhỉ. Đào 2. Liên kích. Ok, xin luôn. Đây là đào 3 đúng không. Thu thập. Thu thập. Thu thập 4 5 6 7 tém. Tìm bạc trợ yêu này. Ngon. Thế này 5 lời khiêu chiến yêu vương. Đây rồi. Thoải mái luôn. Ô, bực thật đấy. Bao giờ phải lên kênh 16 nó mới mở ra tính năng là tự động nhặt. Cho nó đỡ khổ anh em nhé. Bực lắm. Xin luôn. Kêu chiến đấu pháp 5 lần nữa thì phải. Thì chiến luôn chứ còn gì nữa. À nó vừa mới reset đúng không. Làm mới phát 14 cái yêu lực cao thế. Này. À đâu. Chưa được 1.000 vạn mà. Hơi lú anh em ạ. Múc đi. Tí nữa nếu như đánh ông nào mà lực chiến cao cao tí là mình phải đổi bộ tinh quái đấy. Bộ này đang đi đánh dị thú này. Với những ông nào thấp thì đánh nó ngon lành. Chứ còn những ông nào mà bằng yêu lực là chết dở đấy. Đấy. Bởi vì đánh với những ông nào mà yêu lực thấp ạ, thì mình kết hợp với cả em này quỷ tướng. Với cả cái khả năng là bạo kích nữa. Thì có khi là đánh ụp phát là hẹo luôn nhé. Bởi vì trên 60% thì em quỷ tướng có thể cung cấp thêm 32% sát thương rồi. Ngon phết. 3.900 này. Vã luôn này. Ái chà. Ôi, hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng mà mình lại quên mất một điều anh em ạ. Đấy chính là đánh trong bảng quần hùng. Hôm qua mày xem là bóng quá, thành ra là bảo 0:00 vào đánh nhưng mà lại quên. Chán. Không thể tin được. Đó. Xong cái nhiệm vụ nữa nè. 3 nhiệm vụ luôn nè. Tuyệt vời chưa nè. Nhiệm vụ gì đấy? Ủa hết rồi mà. Đây, x7 lần xem được cái gì anh em nhá. Piu. U là trời, 21 đến tình mình thủy luôn. Còn lại thì không được cái gì, ngon lành cái nào lắm. Ui ôi, bao giờ mới được cái này đây. Trời đất ơi, buồn thế nhè. 2 lần nữa. Trời ơi, là tình mình thủy này. Gói hạn giờ 1 2 3 lần. Ôi trời ơi, chán thế. Hơi đèn thế. 2 lần nữa. Ui. Trời ơi. Buồn thực sự anh em à. Dã nằm mình ấn ký đi. Mình cứ ưu tiên được cái ấn ký anh em ạ. 10 cái này đúng không? Được 2 hoa nặn hồn. 2 hoa nặn hồn đúng không? Nhận luôn. Thế mình 1 phát nữa anh em nhá. Ui, ngon này, 100 người linh thạch là được ấy. Phai 1 thế là được rồi anh em ơi. Còn bây giờ thì quay trở lại với cái thị thú ban phúc rồi đi. Để nhận thêm được một thần thông ngộ đạo tùy chọn anh em ạ. Được chưa? 1 giây. 6 cái canh kim. Không làm ăn được cái đồ đốt để cho đời cả. Ấn ký này. Dùng luôn. Tiếp tục. Ủa, canh chuẩn không? Cứ mỗi phát vào là còn đúng 1 giây này. Trong lúc này đi ghép cái ấn ký cái đã anh em ạ. Ghép nhanh. Không ghép được. Ghép nhanh. Đấy. Ghép nhanh. Ây da. Ghép nhanh. Ui trời ơi. Đột phá luôn. 8 lực thuật mà. Đây rồi anh em ơi. Nhận thôi, nhận thôi. Nhận. Tuyệt vời. Ngon. Chắc chắn là mình sẽ lấy cái giải thi pháp rồi anh em ơi. 72 phép biến hóa này. Anh em nào mới chơi bạo kích thì có thể lấy 72 phép biến hóa và pháp thiên tượng địa nhá. Thực hồn chú, chấn tâm chú, giải thi pháp. Đây rồi. Cái này có khả năng hồi sinh. Ok luôn. Thần thông. Đây. Xuất chiến thôi. Nâng cấp max lên nào. Ấn ký. Mình đang ghép ở đây là cái gì nào. Ôi, hoàng khí này. Gỡ. Gỡ tiếp. Ám kích đâu? Đây. Thì gỡ tiếp. Rồi, không biết là có ấn ký là ngon là cái nào không? Dung hợp nhanh cái không có cái nào cả. Cái này có cường hóa thuộc tính kháng này. Có thuộc tính chiến đấu. Cường hóa thuộc tính kháng bỏ qua thuộc tính chiến đấu. Nói chung là như nhau mà. Như nhau anh em ạ. Đấy anh em thấy không? Rồi. Thế thì có giải thi pháp rồi. Mình sẽ bỏ bớt em phủ tang đi anh em nha. Đây. Đổi đội hình. Quay trở về. Đó. Rồi chặn. Bỏ em phù tang đi được rồi. Và bây giờ mình có thể thêm một số những cái em cần thiết hơn vào trong đội hình để đi PK anh em nhé. Ví dụ như là Đại Minh Vương này. Nếu như không có Đại Minh Vương thì... Bởi vì mình chả có em đào ngột nốt. Có đào ngột thì hợp lý hơn. Nhưng thôi. Đành chơi Đại Minh Vương ấy. Tăng tốc. Rồi. 2.500 đào biết hôm nay xả được những cái gì nhỉ anh em nhỉ. Phê quá. Tiên hữu du ngoạn 8/16 luôn. Là trời. Ngon quá. Thôi cái này tạm thời dừng lại. Mình lại nâng cấp cho mấy con chuột của mình. Thể lực của nó lên nhá. 63. Tiếp tục là nâng cấp với em Hoa Tưởng Dung. Nhớ anh em bảo là Hoa Tưởng Dung này lấy đâu. Thì nó có cách lấy là khi anh em sở hữu được hình như là 4 con chuột thì phải. Cố lên nào. Bạo kích đi. Ok à? Này kháng bạo à? Trâu lắm. Trâu lắm. Ui à. Thôi. Chưa ăn được anh em ơi. Chưa tài đâu. Để mình xem qua một chút về chỉ số cái đã. 163 liên kích và 166 bạo kích này. Ui đều chân chặn luôn. Đánh đây thử tí xem nào. Một phát. Bạo kích đi. Có Đại Minh Vương rồi phải bạo kích chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ thì chấp ông này đóng băng luôn. Nếu như mình có hẹo thì mình lại hồi sinh thôi, bởi vì có giải thích pháp rồi mà. Quá là ngon lành cái nào luôn. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ, và nếu như điểm danh đầy đủ thì ngày hôm nay chắc chắn đã sở hữu được cái thần thông đã tùy chọn hoặc là pet đỏ tùy chọn các thứ nhá. Để anh em nhớ vào lấy nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.